Cuộc bầu cử đầu tiên sắp sửa diễn ra trong vòng một thập niên qua ở Palestine. Giới trẻ tại Palestine hiện đang kêu gọi chính quyền cải tổ quy tắc bầu cử, trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra chính thức. Đây là lần đầu tiên giới trẻ được tham gia bình chọn tân lãnh đạo, đồng thời là cuộc bầu cử duy nhất diễn ra trong vòng 15 năm qua. Nhiều người cho rằng mục đích của việc bỏ phiếu là để tái thiết lập mối quan hệ với Washington dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Vào hồi tuần trước, cả hai đảng là Fatah và Hamas của Palestine đều đã ghi danh các cử tri. Từ trước tới nay, luật pháp ở Palestine chỉ cho phép những người trên 34 tuổi đi bỏ phiếu. Lần cuối cùng bầu cử diễn ra là vào tháng Giêng năm 2006, khi mạng xã hội còn chưa được thịnh hành. Nhiều đảng phái chính trị còn bày tỏ sự bất mãn vì luật lệ cũng không cho phép các ứng cử viên dưới 28 tuổi ghi danh, khiến cho giới trẻ bị cô lập khỏi làng chính trị.